Chào mừng các con đã đến với giờ học âm nhạc của cô Quỳnh Anh. Các con ơi, các con thử kể tên cho cô Quỳnh Anh một số các nhạc cụ âm nhạc mà chúng mình biết nào. Piano hay là guitar hay là bộ trống. Hôm nay cô Quỳnh Anh và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số các nhạc cụ âm nhạc mà chúng ta thường gặp. Ví dụ như ở các buổi hòa nhạc trong nhà hát lớn này, hay là các buổi biểu diễn ở trên sân khấu. Chúng mình có thích không nào? Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi nhé. Nhạc cụ đầu tiên là piano. Piano là một nhạc cụ sử dụng bộ dây phím tạo ra âm thanh, rất phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Dấu hiệu rất dễ nhận biết của đàn piano đó là có hàng phím rất dài. Những phím bấm có màu đen và màu trắng đấy. Khi chơi piano, chúng ta sẽ đặt hai bàn tay trên phím đàn và ấn một hoặc là nhiều phím đàn để tạo thành bản nhạc. Có hai loại piano, đó là piano điện và piano cơ. Đàn piano điện sẽ có hình dạng nhỏ và gọn hơn. Bây giờ các con hãy lắng nghe âm thanh của đàn piano nhé. Piano. Nhạc cụ thứ hai đó là đàn guitar. Đàn guitar là nhạc cụ thường làm bằng gỗ đấy các con ạ. Có 6 dây và dây của đàn thường làm bằng thép. Khi chơi đàn guitar, chúng ta sẽ để tay trái vào cần đàn để bấm dây và tay phải sẽ để trên thân đàn để gảy dây đàn đấy. Có hai loại đàn guitar, đó là đàn guitar điện và đàn guitar gỗ. Guitar điện sẽ có đa dạng các màu sắc và sẽ nặng hơn đàn guitar gỗ đấy các con ạ. Các con có tò mò muốn biết guitar sẽ có âm thanh như thế nào không? Bây giờ chúng mình cùng nghe nhé. Guitar. Nhạc cụ thứ ba đó là bộ trống. Bộ trống là sự kết hợp của một số loại trống và các nhạc cụ gõ khác nhau, được xếp gần nhau. Khi chơi thì người chơi sẽ sử dụng hai tay và chân để có thể chơi kết hợp các nhạc cụ này cùng một lúc đấy. Chúng ta cùng nhau nghe âm thanh của bộ trống nhé. Bộ trống. Nhạc cụ tiếp theo là mộc cầm. Mộc cầm là nhạc cụ bao gồm các thanh gỗ hoặc kim loại xếp lại với nhau đặt trên một cái ống rỗng. Dùng dùi để đánh vào các thanh sẽ tạo ra âm thanh khác nhau đấy. Đặc biệt, người ta có thiết kế mộc cầm cho các bạn nhỏ sẽ có màu sắc sặc sỡ và rất đẹp mắt. Các con hãy cùng cô nghe âm thanh của đàn mộc cầm xem có hay không nhé. Mộc cầm. Vừa rồi, cô Quỳnh Anh và các con đã cùng nhau tìm hiểu về một số các nhạc cụ âm nhạc đúng không nào? Bây giờ, cô Quỳnh Anh sẽ tặng cho chúng mình một trò chơi rất thú vị. Các con có muốn chơi không? Trò chơi có tên Tôi là ai? Bây giờ, các con hãy cùng lắng nghe cô nói về cách chơi và luật chơi nhé!
trò chơi Tôi là ai. Các con sẽ được tham gia buổi biểu diễn của các bạn nhạc cụ. Chúng mình phải lắng nghe âm thanh của mỗi bạn nhạc cụ, sau đó nói lên đó là âm thanh của bạn nhạc cụ nào nhé. Thời gian suy nghĩ của chúng ta là 10 giây. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Trò chơi xin được bắt đầu. Tiết mục mở màn. Bạn có đoán được tôi là ai không? Thời gian đã hết, các con đã có câu trả lời của mình chưa? Đáp án đó là bạn piano. Mời tiết mục thứ hai. Đố bạn biết tôi là ai đấy? Đáp án của tiết mục thứ 3 đó là bạn guitar. Tiết mục thứ 3 bắt đầu. Tên tôi dễ đoán lắm, tên tôi là gì nào? Hết 10 giây rồi, chúng mình đoán được chưa nào? Đáp án chính là bạn Mộc Cầm. Chúng mình sẽ đến với tiết mục cuối cùng nhé. Là ai nhỉ? Hết thời gian rồi, chúng ta cùng mở xem đó là bạn nào nhé. À, đó là gia đình nhà bạn trống. Các con vừa mới chơi xong trò chơi Tôi là ai đúng không nào? Các con có thích không? Bây giờ cô Quỳnh Anh sẽ tặng cho chúng mình thêm một trò chơi nữa. Các con có muốn chơi không? Trò chơi này cần đòi hỏi các con lắng nghe và thật là tập trung. Bây giờ các con hãy cùng cô lắng nghe cách chơi trò chơi này nhé. Chào mừng các con đến với trò chơi thứ hai của buổi học ngày hôm nay với tên gọi Nhanh Tai Nhanh Mắt. Các con sẽ lắng nghe câu hỏi của các bạn nhạc cụ. Các bạn ấy sẽ gợi ý cho chúng mình biết đặc điểm của mình này. Sau 10 giây suy nghĩ và quan sát, các con sẽ đoán tên của các bạn ấy và tìm xem các bạn ấy ở đâu nhé. Các con sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu chơi thôi. Câu hỏi thứ nhất, mình cần có dùi để gõ mới có thể chơi được. Và mình có rất nhiều màu sắc đấy. Bạn có biết mình là ai không? Và mình đang ở đâu nhỉ?
mình là một cầm, mình đang ở trên bàn đây này. Câu hỏi thứ hai, mình đang ở đây, mình có rất nhiều phím đấy. Bạn đoán được tên mình và tìm được mình ở đâu không? Hết thời gian rồi, bạn đã đoán được ra chưa? Mình là piano. Câu hỏi thứ ba. Xin chào các bạn, tìm tớ đi nào. Tớ có 6 cái dây thôi, bạn cố lên nhé. Tớ là guitar. Cảm ơn bạn vì đã tìm thấy tớ. Câu hỏi thứ tư. Các bạn hãy tìm xem tớ đứng ở đâu nào. Tớ có rất nhiều anh em trong cùng một gia đình đấy. Và để tớ phát ra âm thanh thì có thể dùng cả tay và chân. Tìm tớ đi nào. Các bạn giỏi lắm. Tớ chính là bộ trống. Vừa rồi, chúng mình đã cùng với cô Quỳnh Anh chơi một số các trò chơi về những nhạc cụ mà hôm nay các con đã được học đúng không nào? Ở nhà, các con sẽ thử tìm hiểu thêm một số các nhạc cụ khác nữa nhé! Buổi học hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi! Cô Quỳnh Anh chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở các buổi học khác nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!